chúng ta cần phải nắm chắc kiến thức về bảng cộng qua 10 các số trong phạm vi 20. Xin chào các em, trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em cách để chúng ta thực hiện phép tính cộng có nhớ của số có 2 chữ số với số có 1 chữ số. Để thực hiện được phép tính này thì thầy yêu cầu các em bắt buộc chúng ta cần phải nhớ bảng cộng qua 10 trong phạm vi 20. Ví dụ 8 cộng 5 thì các em phải nhớ được bằng 13, bắt buộc phải có nhớ đấy. 6 cộng 5 bằng 11, đó là những kiến thức quan trọng mà các em cần nắm rõ được. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ 28 cộng với 5. Khi thực hiện phép cộng số có 2 chữ số với số có 1 chữ số, chúng ta cần đặt phép tính theo chiều cột dọc sao cho số đơn vị thẳng với số đơn vị. Chúng ta bắt đầu thực hiện cộng từ phải sang trái. 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 2 thêm 1 thì bằng 3, viết 3. Như vậy 28 cộng 5 bằng 33. 46 cộng 5. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 4 thêm 1 được 5, viết 5. Như vậy 46 cộng 5 bằng 51. 52 cộng 8. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 5 thêm 1 được 6, viết 6. 52 cộng 8 bằng 60. Ý tiếp theo, 29 cộng 8. 9 cộng 8 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. 29 cộng 8 bằng 37. 46 cộng 4. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. 46 cộng 4 bằng 50. Ví dụ tiếp theo, 18 cộng 9. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, viết 2. 26 cộng 7. 6 cộng 7, 13, viết 3, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, viết 3. 26 cộng 7 bằng 33. 37 cộng 6. 7 cộng 6, 13, viết 3, nhớ 1. 3 thêm 1 được 4. 37 cộng 6 bằng 43. 49 cộng 4. 9 cộng 4, 13, viết 3, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 49 cộng 4 bằng 53. Ý cuối cùng, 72 cộng 9. 2 cộng 9 bằng 11, viết 1, nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, viết 8. 72 cộng 9 bằng 81. Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn cho các em xong các ví dụ về bài toán thực hiện số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số. Trong phần này, chúng ta cần phải nắm chắc kiến thức về bảng cộng qua 10 các số trong phạm vi 20. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo. Xin chào!